Giữa trung tâm của nước Pháp có một thị trấn nhỏ là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Các cô gái ở đây đều bị bắt đi làm gái bán hàu từ nhỏ. Số lượng giang hồ thì nhiều gấp mấy lần người dân thường. Mai Thúy và Ma Tuế thì cứ hàng bao tải. Trường học không có, bệnh viện thì cũng chẳng có nốt. Khắp nơi toàn là súng ống và đạn dược. Trẻ con nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề vận chuyển ma tuế đá. Vậy tại sao tội phạm ở đây lại có thể ngang nhiên lộng hành, cướp của giết người coi thường luật pháp đến vậy? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu với mình nha. Lão già này chính là tên buôn lậu ma túy lớn nhất trong vùng này, tên là Taha. Hắn là một tên bạo chúa độc tài độc ác, chỉ cần không thích thì sẵn sàng cho đối phương ăn kẹo đồng bất cứ lúc nào. Và chính vì như vậy nên hắn là người thống trị vương quốc Mai Thúy ở đây. Nhưng đương nhiên có những đàn em hết sức mình để ủng hộ hắn, cũng lại có người căm ghét Taha đến tận xương tủy, mà người đó chính là thanh niên Leto. Anh vừa thành công tuồn được một nguồn Mai Thúy vô cùng lớn từ chỗ Taha. Leto có ý định muốn tiêu hủy hết số Mai Thúy này. Anh rạch nát hết số ma tuế hiện có ra rồi đổ hết vào trong bồn rửa mặt với bồn tắm. Sau đó điên cuồng xả nước cho chúng trôi hết đi. Nhưng số lượng bột mì này quá lớn, khiến cho đường cống lại bị tắc vào ngay lúc này. Leto nhanh chóng với lấy chai tẩy rửa vim mới sang Việt Nam mua từ tuần trước, đổ chung vào hết với nhau, sau đó xả nước, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Đàn em của tên Taha đã phát hiện ra mình bị lừa, nên đã kéo người đến địa bàn của Leto. Bọn chúng vô cùng hung hăng và nghênh ngang, vừa bước xuống xe là đã muốn đấu võ mồm với nhau rồi. Con lợn mập mạp trắng ẩn này được giang hồ gọi là K2, nó không thèm nói nhiều, mà lập tức bước đến tháo xương khớp cổ của hai thanh niên đang đứng gác dưới cửa, mở đường cho đàn em của mình vào, truy tìm tung tích của Leto. Thậm chí bọn nó còn mang theo cả loạt hàng nóng vào trong. Con lợn K2 đi lên đến được tầng 2, không một động tác thừa, nó bắn chết hai con vợ đang ngồi xem phim sẽ gầy ngoài hành lang. Lúc này bọn tay chân cũng đã đến nơi, chúng nó đứng ngoài liên tằng tằng đập cửa nhà Leto, nhưng mãi mà không thấy có động tĩnh gì. Thế là con lợn K2 liền đi sang nhà phòng của ông chủ căn hộ, sau đó xốc cổ con vợ đang ngái ngủ hỏi chìa khóa nhà Leto. Leto biết lúc này đã không còn kịp nữa rồi, phải chạy trước đã, vì dù sao đống ma tuế cũng được trộn chung với nước tẩy bồn cầu rồi. Chính lúc Leto định chuồn thì một tên da đen lập tức nổ súng. K2 lập tức nói với hắn phải để Leto sống, nhưng đen cái là vừa banh mắt nhìn thì lập tức Leto cũng đạp cửa xông ra. Sau đó anh chạy đến hành lang, dùng chân đạp vỡ kính bên trên cửa. Tội hai ông bà đang ngủ lại chẳng biết cái éo gì vừa chạy qua, nhưng lũ báo đời vẫn tiếp tục bám theo sau và không chịu bỏ cuộc. Leto bay người nắm lấy sợi dây thừng, thanh niên đằng sau thì vồ trượt, thế là thẳng cánh cò bay đáp xuống nóc ô tô nát bét. Leto nhảy vào trong một ban công, đá bay luôn mồm cái thằng hóng chuyện. Sau khi tìm được cầu thang khẩn cấp thì liền leo lên trên mái nhà. Đám xã hội đen thân thủ cũng uy tín phết nên mới nhanh chóng bám sát đuôi đến như thế. Leto chạy đến đâu chúng đều đuổi đến đó. Lên đến sân thượng, Leto nhanh chóng nhảy bay xuống một tòa nhà thấp hơn và hạ cánh an toàn. Mấy con vợ đuổi theo đằng sau cũng ngựa ngựa bắt chước nhảy xuống. Cái kết là đi ngay bộ cẳng giò, nhìn không kịp lại cứ tưởng con gì mà hay thế. Nhanh chóng anh đã đến được cầu thang bộ, Leto cũng cho nó úp mặt vào sông quê luôn, cú va đầu vào lan can cầu thang quá đẳng cấp. Lên được sân thượng, một thanh niên lại thấy Leto cứ bay rồi nhảy hay quá, cũng ngựa ngựa bắt trước, nhưng chỗ nó đáp xuống lại là bãi rác phía dưới. Sau một hồi đuổi bắt, đám người K2 cũng phải trơ mắt ếch lên nhìn Leto chạy về phía trước. Điều này khiến bọn chúng cay lòi kèn mà lại éo thể làm được gì. Sau khi ông trùm Taha biết được bọn chúng đã để cho Leto chạy thoát thì vô cùng tức giận. Người mất mà hàng cũng còn mỗi cái nịt. Thế là hắn lập tức nổ súng giết chết hai tên đàn em ngay tại chỗ. Chính vào lúc nòng súng đang chĩa vào người K2, thì đầu anh ta bắt đầu nảy số và hiến một kế cho ông trùm Taha. Nếu đã không bắt được Leto thì bọn chúng có thể bắt em gái của anh ta chính là Lola. Tên Taha vừa nghe thấy ý tưởng này không tồi, nên liền cho K2 thêm một cơ hội nữa, lấy công chuộc tội. Không đợi chờ lâu, bọn chúng nhanh chóng tìm ra được siêu thị mà Lola đang làm thêm ở đó. Trong lúc cô đang tính tiền cho khách thì con lợn K2 hung hăng đi đến, kéo lôi sành sạch Lola đi như kéo lợn cắp nách. Không những thế lại còn vùng vằng xé quần áo của Lola ra nữa. Nhưng Lola cũng không phải lạ lẫm với những tên hổ báo cáo trồn thế này, nên khi đối diện với đám côn đồ này cô phẫn nộ nhiều hơn là sợ hãi. Sau đó bọn chúng nhanh chóng đưa Lola đến căn cứ của mình. Ở đây muốn vào được bên trong thì phải đi qua căn phòng của hàng loạt những tên sát thủ máu mặt ở đây. Một vài tên có ý định trêu đùa đòi bóp rú sờ đuýt của Lola thì lại bị tên K2 cảnh cáo không được động vào.
Hắn định hấp diêm cô tại chỗ này, nhưng thấy tên K2 đổi sắc mặt, nên cũng đành phải nhìn sự khiêu khích của Lola mà ngậm mồm vào. Ngay lúc này, Leto đã đột nhập, từ trên cao đáp xuống cạnh Tahawai như cóc chết. Leto dùng dao dí sát vào cổ của hắn. Lúc này, con lợn K2 cũng kéo Lola vào trong phòng và dí súng vào đầu cô đe dọa Leto. Nhưng Lola thì cũng đâu phải dạng vừa. Cô nhanh chóng cướp súng và áp chế con lợn K2 phải nằm xuống. Sau đó, hai anh em nhanh chóng kết hợp thấy ông chủ bị uy hiếp, các con vợ đồng loạt chĩa họng súng vào một phía. Nhưng lại éo thằng nào dám bắn cơ. Thấy tình hình có vẻ éo ổn tí nào, Taha liền ra lệnh cho đám người đó phải để cho hắn cùng hai anh em Leto ra ngoài an toàn. Lola không một động tác thừa, cởi con mẹ nó quần lót ngay giữa đám đông, sau đó nhét vào mồm tên côn đồ và bắt nó nhai đi nhai lại mới chịu cơ. Quãi đạn thiệt chớ, đúng là đừng có nhờn với phụ nữ. Sau khi thành công kéo tên Taha ra ngoài, hai anh em bất chấp đọ súng với bọn chúng để đưa tên Taha đến đồn cảnh sát. Nhưng xu cái là hôm nay, đồn cảnh sát đã chuyển ra khỏi khu B13 để cho đội khác phụ trách. Nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của đám người trước mặt, ông cảnh sát trưởng cũng bắt đầu cảm thấy rén. Leto đến trước mặt ông và đổ những gói mai thúy bên trong rơi hàng loạt xuống dưới đất. Chính vào lúc hai bên đang đàm phán không ngừng căng thẳng, thì bọn xã hội đen ngày càng bao vây đông hơn ở bên ngoài, mà tên nào tên nấy cũng cầm súng trường và đại bác to tổ bố. Nhân viên cảnh sát trực ở bên ngoài sợ đái cả ra quần. Dưới áp chế của bọn xã hội đen, ông cảnh sát trưởng lấy cớ để Leto và Lola ngoan ngoãn tự nguyện đưa ra vũ khí, sau đó lại chĩa súng vào hai anh em, khiến cho Leto và Lola cũng phải ngẩn người. Sau đó cảnh sát trưởng liền nhốt Leto vào trong nhà giam. Tên Taha mừng như mở cờ trong bụng, vơ lấy hết đống mai thúy dưới đất. Leto nhìn thấy những điều trước mắt đang xảy ra thì vô cùng tức giận. Không những thế mà đám cảnh sát ở đó còn trơ mắt nhìn tên Taha đánh ngất Lola, rồi bế cô đi ngay sau đó. Leto cay đắng nhìn em gái bị bắt đi ngay trước mắt mà không thể làm được gì. Đợi đến khi ông cảnh sát trưởng đến gần nói chuyện, Leto liền lôi đầu của ông ta vào trong khung sắt, rồi nhảy lên đạp cho lão một cái, thế là đắp chiếu tại chỗ luôn. Ở trong thành phố lúc này, lại xuất hiện một ông chủ ma tóe khác. Sau khi vừa đỗ bến, ông ta cùng đồng bọn của mình đi về phía một cửa hàng tiện lợi. Không ngờ bên trong cửa hàng tiện lợi này lại chính là căn cứ giao dịch mai thúy và hàng triệu phi vụ rửa tiền của ông ta. Nhưng vừa lên đến nơi thì ông ta được thư ký thông báo, camera giám sát phát hiện ra có vài tên vô cùng khả nghi. Không những thế còn có hàng loạt quân đội cảnh sát đang dò bên ngoài. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết rằng chắc chắn có gián điệp bên trong căn cứ, nên mới chim lợn được tin tức này cho cảnh sát đến nhanh như vậy. Hắn ta không hề hoảng loạn một chút nào, mà liền cầm súng lên bắn chết tên đàn em mà ông ta cho rằng chính nó là gián điệp. Cứ tưởng rằng bản thân đã trừ khử được mối họa rồi, nhưng không ngờ một tên đàn em khác vừa chĩa súng vào đầu ông già vừa tháo bộ tóc giả trên đầu xuống. Tao không phải là tên đầu bù tóc rối nào đâu, tao là cảnh sát đây. Thanh niên này chính là Diamond, cảnh sát trưởng điều tra tội phạm mai thúy khét tiếng. Không còn cách nào khác, tên trùm chỉ đành bảo thuộc hạ ra ngoài hết. Sau khi đóng cửa lại, anh buộc dây xích vào chân hắn ta rồi giao cho đội cảnh sát đã chuẩn bị từ trước trên mái nhà. Còn bản thân thì một mình đối đầu với sự tấn công của tay chân bên ngoài của hắn và bắt đầu chơi ú ỏa với bọn chúng khi cửa vừa được phá. Mặc dù Diamond đã rất lâu không luyện võ nhưng đối phó với mấy tên tép siêu này anh đây cũng dư sức. Chỉ với ba cước anh đã có thể hạ gục được hết bọn chúng. Nhưng vừa thảnh thơi bước ra ngoài, anh đã bị tấn công bởi những phát súng liên hoàn. Diamond cũng nhanh chóng nhảy xuống dưới, đá bay mồm thanh niên đang định tấn công gần đó. Và sau đó là hàng loạt những cú va chạm vô cùng nhẹ khiến cho các con vợ muốn tìm cái nịt cũng chẳng còn. Và thế là nhiệm vụ lần này đã thành công mỹ mãn. Diamond lại một lần nữa được khen thưởng từ tổng bộ. Sau khi trở về tổng bộ, anh lại nhận được một nhiệm vụ mới. Thì ra trong khu B13, một vài đứa trẻ đã lấy danh nghĩa người lau xe để tạo ra một vụ nổ. Mà kẻ chủ mưu đằng sau vụ nổ này chính là chủ ma túy Taha. Hắn ta đã cho người cướp đi chiếc xe đó. Trong con xe này không chứa vàng bạc châu báu mà là một loại bom loại mới, gọi là bom neutron. Phạm vi nổ của nó trong vòng 8 km, mà một khi phát nổ, thì tất cả mọi thứ đều sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Và nhiệm vụ của Diamond chính là xâm nhập vào khu B13 để lấy quả bom đó về. Rõ ràng là đối với Diamond mà nói, đây không phải là một nhiệm vụ dễ thực hiện, vì dù gì anh cũng không quen thuộc với nơi này. Do đó tổng bộ đã tìm được một trợ thủ đến để giúp Diamond. Lần trước vì giết chết cảnh sát trưởng nên Leto phải vào tù, nên hôm nay bên cảnh sát đã viện một lý do thích đáng để chuyển nhà tù cho Leto. Do đó họ phải sắp xếp cho Diamond một thân phận mới để anh giả làm phạm nhân.
rồi lên cùng một chiếc xe tù với Leto. Diamond nói với Leto, Taha là kẻ thù giết cha mình. Không những vậy, anh còn đưa ra đề nghị rủ dê Leto cùng mình chạy thoát ra khỏi đây. Leto cũng đồng ý, nên sau khi Diamond xử xong hai tên cảnh sát ở trên xe mượt như săn siêu, thì lúc này Leto lập tức khống chế anh. Hóa ra, Leto sớm đã biết thân phận giả của Diamond, làm gì có chuyện bẻ khóa còng tay, rồi áp chế cảnh sát lái xe dễ như ăn kẹo đến vậy. Chỉ có điều là anh chỉ đang hợp tác diễn kịch với Diamond mà thôi. Hai người nhanh chóng đến thẳng khu B13, nhưng vừa dừng xe thì Leto liền bỏ lại Diamond, còng tay anh vào vô lăng xe rồi rời đi và nói rằng sẽ một mình đi tìm tên Taha. Leto vừa đi khỏi thì Diamond liền gặp phiền phức, tên trùm ở nơi này đã tìm đến chỗ anh. Cho dù Diamond đã bị còng một tay nhưng sức chiến đấu vẫn không hề giảm sút, chỉ với 2-3 cước anh đã giật đứt được vô lăng. Tiếp đó liền xử luôn tên đàn em và cả đại ca của nó bằng những động tác vô cùng thân thương. Rồi éo hiểu kiểu gì mà anh luồn được cả cái đầu tên đại ca vào trong vô lăng, sau đó cắp đít chuồn mất hút. Rất nhanh sau đó, Diamond đã tìm được Leto ở khu nhà bỏ hoang. Sau khi đánh nhau một trận, Diamond mới nói với Leto mục đích mình đến khu B13 này. Thì ra, Diamond đến đây chỉ là để chấp hành nhiệm vụ gỡ bom, ngăn chặn vụ nổ. Thấy Diamond thẳng thắn như vậy, Leto liền buông bỏ nghi ngờ với Damien. Và cùng nhau hợp tác, người đi gỡ bom, người thì đi cứu em gái. Dù sao thì mục đích chung vẫn là diệt thằng đầu sỏ Taha kia. Leto vô cùng nắm rõ tất cả các ngõ ngách ở khu B13 này, nên anh liền gọi điện thoại cho Taha. Để rút ngắn thời gian chơi trò mèo vờn chuột với hắn, anh trực tiếp hẹn hắn ra. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng tìm được hang ổ của tên Taha và được đưa đến trước mặt của hắn. Lúc này, Taha liền đưa ra cái giá cho hai người. Chỉ cần chính phủ đưa cho hắn 20 triệu đô thì họ có thể mang quả bom đi. Không những vậy, hai người còn có thể mang theo Lola đang bị buộc vào quả bom ở trên tầng thượng của tòa nhà nữa. Nghe thấy Taha đưa ra điều kiện như vậy, hai thanh niên cảm thấy cái giá này cũng không tồi. Do đó Diamond liền gọi điện cho chính phủ, nhưng không ngờ được là chính phủ lập tức từ chối họ. Diamond biết nếu như lần này để tên Taha biết được chính phủ đã từ chối yêu cầu của hắn, thì bản thân anh và Leto cũng đều sẽ bỏ mạng ở đây. Thế là anh liền giả vờ như chính phủ tạm thời đồng ý với điều kiện của hắn, nhưng ngân hàng chưa làm việc nên Taha vẫn chưa tra được tiền trong tài khoản. Bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể đợi, nếu như xác nhận là tiền đã đến rồi thì mới có thể đi. Leto và Damien đều là hai thanh niên tính lóng như kem, nên đương nhiên là éo thể chịu được việc tính mạng mình nằm trong tay tên giả khú đó rồi. Nên sau khi tính toán bàn bạc kỹ lưỡng chuẩn hơn cả mực nước biển, Leto và Diamond liền tấn công mấy con vợ đi đằng trước. Sau khi xoay người 360 độ trên không thì liền cuỗm luôn súng của hai tên tép siêu. Nhưng họ không ngờ được là bọn chúng kéo người càng lúc càng đông. Thế là hai người chỉ đành chạy vào trong nhà vệ sinh. Tiếp đó theo Leto, hai người thành công trốn thoát khỏi lối đi bí mật. Sau hàng loạt những pha xả súng vào đối phương nhưng lại éo trúng phát nào, lại còn thuận đường mở lối cho Leto và Diamond chạy thoát ra ngoài. Người không bắt được nên đương nhiên bọn côn đồ phải chịu không ít những lời chửi rủa của Taha. Lúc này kế toán của hắn đến nói với hắn, 20 triệu đô của chính phủ không những không có, mà toàn bộ tiền trong tài khoản ban đầu của hắn đều đã bị đóng băng rồi. Nếu như ông đã không có tiền vậy thì ông cũng không còn giá trị lợi dụng nào nữa. Taha mất thế vị phong, không còn một cái nịt nào cả. Tất nhiên ông ta mất đi tiếng nói để trả thù cho những anh em trước đây chết oan uổng bởi sự độc tài và hành hạ của Taha. Cả đám hợp sức lại rồi xả một cơn mưa đạn vào hắn ta. Và bây giờ K2 đã trở thành đại ca mới của băng đảng này. Nhưng K2 biết bom không phải là thủ đoạn để họ kiếm tiền. Trước mắt chính là tìm được Leto và Diamond để họ gỡ quả bom đó đã. Hai thanh niên vừa chui lên khỏi ống cống, phát hiện có người đuổi theo thì hai ông thần vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng cuối cùng thì vẫn bị chặn đầu chặn đít. Leto và Diamond đành áp sát lưng vào nhau rồi chuẩn bị đối phó với đám người này. Nhưng sau khi đàm phán với K2, hai người mới biết con lợn này hóa ra cũng là người biết hành động, nên đã chấp thuận kèo này. Sau đó Diamond cùng Leto tranh thủ chạy lên trên tầng để gỡ quả bom. Nhưng hai người không ngờ được là, tên Taha trước khi chết, sớm đã sắp xếp một tên đô con đợi ở giữa đường. Diamond nhảy người lên trước, đạp thẳng vào trước ngực của tên mập. Nhưng hắn không những không si nhê gì cả mà bản thân anh còn bị đánh gục xuống đất. Diamond vội vàng lấy một viên gạch bên cạnh ném về phía hắn ta. Nhưng dù cho viên gạch có bị đập vỡ vụn thì tên mập vẫn không hề hấn gì. Thấy Diamond
sắp bại trận, Leto biết bản thân nên ra tay rồi. Đầu tiên, anh liền phân tích những điểm yếu của hắn ta, to con nhưng phản xạ chậm, thế là anh lập tức nảy ra một chủ ý. Leto cầm lấy một sợi dây thừng rồi dùng lợi thế về tốc độ của mình. Chỉ với mấy đường đã trói chặt hắn ta thành một chiếc bánh trưng nhân thịt mỡ vô cùng ngấy. Diamond thấy cơ hội đã đến rồi, liền cầm viên gạch rồi bay thẳng người lên. Viên gạch đập thẳng xuống đầu của tên mập, thế là hắn đắp chiếu ngay tại chỗ. Sau đó hai người trèo lên trên tầng. Leto vừa nhanh tay với được que diêm đó, nên đã ngăn chặn được tai nạn sắp xảy ra. Nhìn thấy em gái bình an vô sự, Leto cũng phần nào bớt được lo lắng. Diamond cũng gọi điện thoại cho cấp trên và hỏi về mật mã để ngăn quả bom phát nổ. Thì ra Diamond có thể nhập được mật khẩu của quả bom này. Nhưng Leto lại ý thức được có điều gì đó không đúng. Đây chính là một âm mưu. Thời gian bom nổ chưa được bật, nếu như nhập pass vào thì có khác gì khởi động quả bom. Nhưng Diamond sao có thể tin Leto được chứ? Người cấp trên mà anh tin tưởng nhất sao có thể lừa anh được chứ? Hơn nữa, nếu như cấp trên muốn quả bom phát nổ, vậy thì sao lại phải phái anh đến đây làm cái quần què gì? Sau khi nghe xong, Leto không cho là đúng. Nếu như cấp trên chỉ muốn anh xác nhận quả bom có thực sự là đang ở trung tâm thị trấn hay không thì sao? Hai người không ai chịu nhường ai, thế là lại lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Xét về kỹ năng đấm đá, cả hai đương nhiên là không ai hơn ai. Nhưng lúc này Leto đã kiệt sức nên chỉ có thể bại dưới tay của Diamond. Chính lúc Diamond chuẩn bị nhập con số mật mã cuối cùng, thì Lola liền đánh tới. Cô trực tiếp ngồi thẳng lên người anh rồi ghì chặt cổ. Anh hãy chọn tin anh tôi vì điều anh tôi nói là đúng. Sau đó ba người nhìn nhau chờ đợi đồng hồ đếm ngược về con số 0. Và quả nhiên quả bom không hề phát nổ, mà đây chỉ là âm mưu của chính phủ mà thôi. Thế giới quan của Diamond lập tức sụp đổ. Anh chưa từng nghĩ rằng chính phủ mà anh hết mực tin tưởng lại lừa anh một vố đau đến vậy. Ba anh em cùng nhau vác quả bom xuống dưới, thì bị bọn côn đồ chặn lại. Thấy Leto và Diamond đã thành công gỡ được bom, con lợn K2 cũng vô cùng quân tử, ra lệnh cho đám người để bọn họ đi. Leto và Diamond hùng hổ vác theo quả bom đến tìm cấp trên hỏi tội. Dưới sự tra hỏi của hai người, cấp trên thừa nhận tội của mình. Thì ra, bởi vì mọi năm khu B13 không thuộc quản lý của chính phủ, không những không thể kiểm soát bạo lực và tội phạm, mà còn đụng chạm nghiêm trọng đến lợi ích của chính phủ, cho nên họ chỉ đành cho nổ khu B13 để tiêu hủy toàn bộ nơi đó. Nhưng ông ta không hề biết rằng Damien đã sắp xếp phóng viên quốc tế đứng chim ruồi ở trên nóc nhà từ lâu lắm rồi. Alo, có nghe rõ không bro? Ok, tốt lắm. Và thế là bí mật này đã được cả thế giới biết đến ngay lúc đó. Và tiếp theo chính là chờ cho cấp trên chịu trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật rồi. Sau âm mưu bom nơ trông bị phanh phui, không những thị trưởng phải nhận hình phạt xứng đáng mà khu B13 còn bị gỡ bỏ. Quyết định xây dựng một cộng đồng bình thường cũng đã được giải quyết. Ngay khi mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, thì thị trưởng già lại từ chức. Chính phủ cũng đã được thay đổi. Điều này có nghĩa là những gì đã nói trước đó không được tính nữa. Do đó, mọi nỗ lực của Leto và Diamond về cơ bản đều là vô ích. 3 năm sau, khu B13 năm đó vẫn là khu B13. Những vấn nạn cướp bóc đập phá, bắn giết vẫn còn như cũ. Có duy nhất một điểm khác, đó chính là sự thống trị của một cục diện cực lớn đã bị phá vỡ và các ông chủ trong các lĩnh vực lần lượt trỗi dậy. Leto thấy lời nói của chính phủ không đáng tin. Nếu không cho nổ tung bức tường của khu 13, vậy thì chi bằng để mình tự xử vẫn tốt hơn. Do đó anh cầm quả bom và chạy ra ngoài bức tường của khu 13. Sau đó dán quả bom lên tường và bật hẹn giờ, khiến cho bức tường nổ tung không khác gì đốt pháo. Ngay khi anh đang chơi hăng hái thì cảnh sát lại đến. Nhưng đối với Leto mà nói, khu 13 này chính là sân nhà của anh. Do đó anh bay qua mái hiên và nhảy qua tường ở đây dễ như trở bàn tay. Cảnh sát chặn trước mặt anh cũng dễ dàng nhảy và chuồn được. Cảnh sát đuổi theo phía sau, Leto cũng luồn lách vô cùng điêu luyện. Không những vậy, sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ lần trước, nên những người máu mặt ở đây đều đã trở thành bạn của anh. Còn đám trẻ con cũng coi anh là idol. Cho nên Leto liền dẫn dụ đám cảnh sát đến địa bàn của anh Da Đen. Anh Da Đen dẫn theo thuộc hạ đồng loạt xả đạn. Thế là cảnh sát chỉ đành cúp đuôi chuồn lẹ. Sau chuyện này, Leto nói với anh Da Đen, bản thân phải thay đổi hiện trạng của khu 13 này. Nhưng sau khi nghe vậy, anh Da Đen lại nói rằng bản thân không quan tâm đến chuyện đó lắm, mà thậm chí còn có chút phản cảm. Vì dù gì trong khu 13 này, anh còn có địa bàn, đồng đội của mình nữa, và có cả thu nhập ổn định nữa. Cuộc sống ở đây cũng an nhàn hơn bất cứ đâu. Hơn nữa anh cũng đã quyết định như vậy rồi. Lúc này, một chiếc xe van vận chuyển Mai Thúy đến khu 13. Anh Da Đen vừa nhìn thấy người quen thì không nói gì mà trực tiếp thả họ ra. Việc kinh doanh ma túy ở khu 13 đều được chi phối bởi tên mập này.
Nhưng thời điểm này hắn ta đang trên bờ vực phá sản. Vì hám gái nên hắn ta đã bị Diamond cải trang thành gái lừa cho một vố. Cái định mệnh thì ra cái mông triệu đô này là của thanh niên Diamond. Sau khi giải quyết được tên mập, Diamond liền đội tóc giả lên rồi đến quán bar của tên mập. Những vị khách máu mặt này đều đang chờ hắn ta đến. Diamond lừa từng tên đến trước mặt tên mập, rồi dùng ống tiêm gây mê họ tại chỗ. Sau khi xử lý xong mọi thứ, Diamond lập tức thông báo cho trụ sở rằng đã thu gọn được cả ổ rồi. Lúc này, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã mai phục bên ngoài lần lượt xuất hiện. Nhưng đây đâu phải là quán bar bình thường, chỗ nào cũng toàn bẫy, nên cảnh sát chống bạo động đang vật lộn khắp nơi trong quán bar. Sau khi Diamond cho nổ lỗ thoát nước trong phòng, thì liền nhét tên mập và đám khách của hắn xuống dưới, để đám cảnh sát đã chuẩn bị sẵn từ trước lôi cổ chúng về. Nhưng khi anh lấy một bức tranh Van Gogh với trị giá lên đến 200 triệu euro, tam tai gặp thái tuế, rơi luôn súng xuống dưới. Không những thế, bức tranh còn bị mắc kẹt ở miệng cống và không thể chui xuống được. Lúc này thuộc hạ của tên mập cuối cùng cũng đã xông vào. Không còn cách nào khác, Diamond chỉ đành lấy bức tranh ra uy hiếp, vừa giao thiệp lại vừa chiến với bọn chúng. Nhờ vào thân thủ cứng cáp của mình, nên mấy tên trước mặt không phải là đối thủ của anh. Sau khi giải quyết xong hết đám đó, anh liền bay người lên trên tầng, tận dụng lợi thế của mình và giết luôn tên bảo vệ đang gác trên lầu. Sau đó anh liền cho tên bảo vệ đuổi theo sau mình một cước trên không, rồi trực tiếp rơi thẳng xuống tầng. Đám đó sau khi biết mình không phải đối thủ của anh thì vội nổ súng ép sát. Diamond thấy tình hình nguy cấp thì liền đặt bức tranh vào trong phòng, rồi bản thân cũng thuận thế chuẩn lẹ. Nhưng không ngờ được là căn phòng này lại chính là nơi chế tạo ma túy. Đội trưởng đội điều chế vừa thấy có người lạ xông vào thì vội mở quả bom hẹn giờ. Sau đó, nhân viên chế tạo thuốc xung quanh đồng loạt xông lên, nhưng bảo vệ ở bên ngoài đều không đánh lại được Diamond. Trong khi một tên nhân viên đang cầm một ống tiêm ép chặt Diamond trên bàn thì bị mũ sắt quân đội lăn đè xuống. Diamond dùng mũ sắt bọc quả bom lại, rồi bùng một tiếng, Diamond bị áp lực bật văng ra. Còn những thứ khác trong phòng thì không hề hấn gì. Chính vào lúc này cảnh sát phòng chống cháy nổ đã xông vào trong phòng. Chỉ có điều là người ở trong đó đều đã bị Diamond hạ rồi. Và pha hành động này cuối cùng cũng đã kết thúc. Đến một tòa cao ốc sang chảnh sáng sủa, thị trưởng cầm một vali tiền đưa cho Walter để ông gây náo loạn khu 13, để chính phủ có cớ tiếp quản khu 13 này. Đầu tiên ông ta phái một tay súng bắn tỉa để bắn vỡ camera. Sau đó ông ta sẽ giết hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ, rồi kéo xe cảnh sát lên xe tải. Bọn họ tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng không biết được là tất cả những hành động đó đều đã bị một nhóm thanh niên nhìn thấy và cũng đã quay hết lại. Walter sai người kéo xe cảnh sát đến khi 13 rồi đặt ở đó, khiến bảo vệ ở khu 13 vừa thấy liền đơ ngay tại chỗ. Cảnh sát sao lại đến nơi này chứ? Chính lúc họ đang cảm thấy nghi ngờ thì Walter liền nổ súng từ phía xa. Do đó họ vội vàng cầm súng lên nhắm vào xe cảnh sát mà bắn. Sáng hôm đó, Diamond vừa tỉnh dậy thì có một dự cảm chẳng lành. Một nhóm cảnh sát vũ trang hạng nặng xông thẳng vào phòng anh và bắt giữ anh vì tội tàng trữ ma túy. Mặc dù đây chỉ là vu oan giá họa, nhưng Diamond chỉ có thể nhẫn nhịn mà không nói lời nào. Còn ở bên này, Tổng thống đã biết được chuyện đêm qua. Bảo vệ khu 13 bắn chết cảnh sát, thế là ông ta lập tức phái Walter đi điều tra việc này. Trong thời gian nhiệm kỳ mới của mình, ai có thể chịu được chuyện này chứ? Tổng thống đặc biệt dặn dò không được để dò dỉ video ra bên ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Nhưng Walter thì không thèm nghĩ gì mà liền công khai video này trước công chúng. Bởi vì điều hắn muốn không phải là kiến tạo lại khu 13 mà là san bằng nơi đó. Và hành động này quả thực đã đạt được hiệu quả như mong đợi. Người dân và cảnh sát đã rất phẫn nộ trong suốt một khoảng thời gian. Nên sau khi tìm được một người bảo vệ trong đó, họ lập tức nổ súng bắn anh ta. Mặc dù đã đạt được hiệu quả một cách lý tưởng, nhưng Walter lại không hề vui mừng. Bởi vì họ đã tìm thấy manh mối trong camera giám sát ngày hôm qua. Một đám thanh niên đã quay lại được hết quá trình vu oan của họ. Nếu như đám thanh niên này tiết lộ vụ này ra thì họ sẽ ở thế bị động. Do đó nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải bắt được đám thanh niên đó. Trong đó, một tên đã phát hiện ra mình đang bị theo đuôi, nên đã giao thẻ nhớ ra cho Leto. Sau đó, cảnh sát liền xông đến bao vây và bắt gọn cậu thanh niên. Leto thấy tất cả chuyện này thì cũng hiểu ra cái bẫy ở trong đó. Diamond bị bắt thì vô cùng bất mãn. Do đó, nhân lúc đang trên đường đến nhà tù, anh trực tiếp đá cho tên cảnh sát hai cước. Sau đó lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho Leto và nói rằng mình đang bị bắt và cần anh đến giúp. Cuộc điện thoại này đã thu hút đám người Walter. Thế là đợi Leto đến cứu viện thì không bằng chủ động bắt anh về quy án trước. Sau khi cảnh sát đến, liền lập tức nổ súng bắn chết bảo vệ trước cửa, rồi nhanh chóng đuổi đến chỗ Leto. Lúc này Leto đang ở trong phòng, xem video Walter bắn chết cảnh sát vào tối đó.
Rất nhanh anh đã khẳng định đây là một vụ vu oan giá họa. Cảnh sát cũng vội vàng đuổi đến. Leto thấy cảnh sát đuổi đến cũng vội đu từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Trong lúc di chuyển, thân thủ anh vô cùng linh hoạt, điệu nghệ, nên đám cảnh sát trước mặt anh cũng chỉ được coi như đám khỉ đang diễn trò mà thôi. Leto không những thích ứng được với mọi địa hình, mà còn vô cùng giỏi trong việc tạo ra các cái bẫy. Suốt một hồi rượt đuổi, cảnh sát không những không đuổi được anh, mà đội hình trong đó còn bị thương không ít nữa. Anh da đen Monco biết được thuộc hạ của mình đã bị cảnh sát giải quyết, nên đã trực tiếp dùng bệ phóng tên lửa cho trụ sở cảnh sát khu B-13 nổ tung. Còn sau khi thoát ra ngoài, Leto trực tiếp đến trụ sở cảnh sát trong thị trấn. Anh trực tiếp nói với cảnh sát trưởng có thể cho mình một căn phòng không? Cảnh sát trưởng nghe xong trực tiếp đơ tại chỗ, cậu coi chỗ tôi là khách sạn, muốn có phòng thì có phòng hay sao? Leto không thèm nói nhiều mà trực tiếp đánh gục lão ta xuống đất. Mục đích của Leto chính là để cứu anh bạn Diamond đang ở trong tù ra. Leto trượt về phía trước và sau đó đá giật ngược lại để trốn phía sau cảnh sát. Sau khi cứu được Diamond ra, Leto và anh liền trở thành một đội đối tác vào của nhau. Tiếp đó hai người dễ dàng đánh gục đám cảnh vệ xuống đất, rồi thông qua thang máy trốn ra ngoài. Ở trong khu 13 lúc này đang diễn ra một cuộc bạo loạn chưa từng có trong lịch sử. Cuộc đấu tranh giữa công dân và người thực thi pháp luật đang tăng lên chóng mặt. Chính trong lúc Tổng thống không biết làm như nào mới tốt thì Walter liền hiến cho ông ta một kế, chính là sơ tán khu 13 trong vòng 12 giờ để người dân có thời gian sơ tán. Rồi sau đó liền ném bom xuống đây để san bằng nơi này. Leto và Diamond vừa hay nghe được toàn bộ kế hoạch, nên họ chuẩn bị ngăn chặn âm mưu của những chính trị gia này. Và nhiệm vụ hàng đầu lúc này chính là tìm ra chứng cứ. Diamond chủ động ở lại để dẫn dụ cảnh sát để Leto đi vào phòng tên Walter trộm chứng cứ. Leto giả làm thợ sửa máy tính, trực tiếp lấy đi đĩa lưu trữ trong thiết bị đầu cuối máy tính. Còn Diamond bên này thì đang chiến với đám cảnh vệ. Thấy Leto đã lấy được hàng, anh cũng không tiếp tục chiến đấu nữa. Thế là hai người lên con xe cuỗm được chuồn lẹ. Đối mặt với vòng vây của cảnh sát, Diamond đạp ga xông lên thẳng tầng 2. Sau đó, đạp ga phá vỡ cửa sổ và trực tiếp đáp ra ngoài từ văn phòng của Walter. Thành công trốn thoát, sau khi chạy ra khỏi đó, hai người trực tiếp bay đến căn cứ của mấy tên tai to mặt lớn ở khu 13. Tìm đến nữ lão đại ở đó để nói chuyện. Lão đại này xăm kín người, nhìn thì có vẻ vô cùng tàn ác. Vì để thuyết phục cô ta, họ đã trực tiếp cho cô xem kế hoạch của chính phủ trên đĩa lưu trữ. Sau khi cô ta xem hết thì lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, triệu hồi tất cả ông trùm bắn súng Monco, ông trùm xe hơi và ông trùm xe khoan đến khu 13 để bàn kế hoạch. Mọi người cùng nhau bàn luận và đi đến kết luận là trực tiếp đạp đổ chính phủ. Tiếp đó, Diamond nói lại cho mọi người nghe kế hoạch lần này một lần nữa. Đó chính là xông vào phòng chính phủ và cướp bệ phóng tên lửa. Mọi người nghe xong thì thấy vô cùng hứng thú và trực tiếp leo lên nóc tầng chính phủ. Sau đó sử dụng dây thừng để bay xuống và đánh lén. Lúc này, Leto dẫn một đám người đánh đấm xông vào. Leto và Diamond hạ từng tên một cách vô cùng điêu luyện. Nữ lão đại thấy mọi người đang chiến đấu hết mình thì cũng liền xông trận, trực tiếp cởi bím tóc xuống và bắt đầu quay loạn xạ bay người cho chúng mấy cước. Thế là sau một hồi đám cảnh vệ đã nằm la liệt dưới đất. Ông trùm khoan đục ở bên này trực tiếp dùng súng phá hủy hệ thống điện. Đám người Diamond đang chuẩn bị xông vào trung tâm chỉ huy. Diamond cũng không nói gì mà trực tiếp cho hắn một cước vào ngay con cu yêu dấu. Còn ở bên này, Tổng thống cũng đang chuẩn bị khởi động bom. Nhìn thấy mọi người xông đến, hắn ta lập tức rút chìa khóa ra. Trong đám người đó, người duy nhất Tổng thống từng gặp qua chính là Diamond. Diamond trực tiếp bảo Leto phát trực tiếp đoạn video Walter bắn chết cảnh sát lên. Walter vừa thấy thì biết là âm mưu của mình đã bị bại lộ. Thế là hắn lập tức lấy súng uy hiếp Tổng thống. Tính mạng của Tổng thống đang gặp nguy hiểm, vì vậy ông ấy đành phải làm theo lời hắn. Leto thấy tình thế trước mắt đã thay đổi, thì liền dùng thuốc lá để đánh lạc hướng sự chú ý. Diamond vừa nhìn đã biết được ý đồ của Leto, sau đó anh liền bay người lên đạp cho tên Walter một cú. Sau khi cướp được súng, thì đám người ông trùm kia cũng đã đến, mỗi người một cước đánh hắn túi bụi. Tiếp đó, họ liền cuộn tên Walter vào trong chiếc thảm để làm quà tặng cho Tổng thống. Tổng thống sau khi thấy rõ được tình hình, thì liền đem mọi thứ mình nghĩ trong lòng nói ra cho mọi người biết. Tôi sẽ thay đổi luật và xây dựng lại cộng đồng của các cậu trong vòng 48 giờ. Nhưng lúc này Leto lại nói, không biết làm thế nào để nhân cơ hội này xây dựng lại xã hội.
xây dựng lại một nơi thực sự để sống. Trong lúc anh hỏi thì những người khác đều không có ý kiến gì. Cuối cùng, Tổng thống phóng 5 quả bom xuống khu 13, và từ đó khu 13 đã không còn tồn tại nữa, mà thay vào đó là một cộng đồng hoàn toàn mới đang đến. Đặc khu B-13 Tối hậu thư là phần 2 của loạt phim District 13, được lên sóng năm 2009. Tình tiết bộ phim này mặc dù có một số sai sót, nhưng các pha hành động parkour cũng khá thú vị. Sức mạnh tổng thể của hai nam chính quả thực là không thể xem thường mà. Lúc mình xem quả thực thấy vô cùng mãn nhãn luôn. Nếu như bạn cũng thấy hứng thú thì hãy xem trọn bộ này nha. Được rồi, video hôm nay đến đây thôi nha. Nếu như bạn muốn ủng hộ chúng mình thì hãy nhớ là theo dõi, like và chuyển tiếp dùm mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Bye bye.